Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội tại quyền Cờ Đỏ cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tổ chức tốt các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao quyền Cờ Đỏ, chỉ đạo tốt đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Thới Xuân, Trung Thạnh, Trung An và Tết quân dân cho đồng bào dân tộc Khmer dịp Tết cổ truyền Chol Nam Thơ Mây. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt trên 91%.